anh leo lên cây nhỏ nha quý vị. Anh leo lên đây để anh tận dụng cái cây nhỏ anh leo lên cho dễ. Qua đây anh cái đoạn thân ở đây nó sẽ nhỏ hơn cái đoạn dưới gốc. Đoạn dưới gốc rất là lớn, mình ôm nó khó hơn. Cây này hoành cũng khá là lớn nha quý vị. Cái đoạn ở trên đó anh Tùng mình chuẩn bị anh chọn dây qua để anh leo đó, thì mình nghĩ hoành cũng trên 100 rồi, hoành tầm 120. Một cái đoạn thẳng để anh Tùng mình leo lên cũng khá là cao nha. Hay anh buộc dây vô cái tay như cái gì, rồi sau đó anh sẽ leo lên. Khi thật leo thì cũng tựa tựa như khi anh leo cây dừa. Đây quý vị thấy nè, anh leo lên. Cái giai đoạn leo này là cái giai đoạn tốn rất là nhiều sức lực nha quý vị và các bạn. Cây dầu này mình nghĩ là nó có độ cao tầm khoảng 25 m và có tuổi thọ là khoảng 50 năm. Đây anh đang kéo cái máy cưa lên nha quý vị. Hiện giờ là anh ở độ cao tầm khoảng 10-17 m, rất là cao luôn. Đây anh Tùng quý vị. Anh đang đứng trên một cái nhánh đó là cái nhánh thấp nhất của cây dầu này. Do cây dầu là cái gỗ đó rất là chắc, cho nên là dù là cưa những cái nhánh tương đối nhỏ nhưng mà anh cũng sử dụng cái máy là Husqvarna 254 để cưa cho nó mạnh và nó nhanh nha quý vị. Thì leo lên đến trên đó thì sẽ có nhiều nhánh để anh Tùng mình đứng như vậy. Và những cái nhánh dầu này thì cũng khá là chắc, cho nên là anh đứng trên đó thì mình khá là yên tâm. Đây, anh bắt đầu cưa. Máy cưa này cưa rất là mạnh luôn. Cái này lớn quá. Ê. Nhánh này lớn lắm luôn. Ở bên dưới thì có rất là nhiều cây ở bên dưới. Đây phía bên đây quý vị thấy nguyên một cái cây dừa luôn, nên có khả năng cưa nó sẽ dướng cái nhánh dừa. Rồi dưới cái đọt dừa.
hiện cái phần đọt nha quý vị. Sau khi đã cưa những cái nhánh phía ngoài thì bắt đầu anh Tùng anh sẽ cưa sát mấy nhánh để một lát nữa hạ cái phần thân để cái phần thân nó không có bị tét. Sau cái nhánh đưa ra mình liên tục mình sẽ cưa bớt rồi sau đó anh mới hạ cái đoạn thân. Anh Tùng anh sẽ hạ cái máy cưa đến cái đoạn đó, tức là anh sẽ cưa ngang ngang cái phần đó nha quý vị. Đây cái phần anh Tùng đang leo xuống nè, nó hơi bị cong cho nên là anh sẽ cưa bỏ cái phần đó thì ở dưới cái phần đó thì mới lấy gỗ được. Đây, An con anh Tùng nó đang chuẩn bị cái bộ đai nè quý vị. Sẽ bây giờ sẽ buộc cái bộ đai đó lên cho anh Tùng anh quấn vô người ha. Để anh sẽ sử dụng cái thời gian anh quấn vô cái đoạn thân đó, vì cái đoạn thân đó quá lớn, anh không có kẹp chân vô anh cưa được nha quý vị. Giờ anh Tùng anh sẽ sử dụng cái bộ đai của anh Tuấn lấy dùng tăng như vậy nha. Thì trước đây thì mình cũng có tặng cho anh Tùng một cái bộ đai, nhưng mà cái sợi dây mà để buộc vô cây á quý vị là cái sợi dây dùng cho điện lực, cho nên là nó không có tăng đưa linh hoạt khi mà mình đang ở trên cây. Mình chỉ tăng đưa được khi mình ở phía dưới thôi, nên nó rất là bất tiện. Thì anh Tuấn ở Lê Dung anh cũng là một người thợ cưa, anh thấy như vậy cho nên anh tặng anh Tùng một cái sợi dây mà nó có thể tăng đưa được. Cái sợi dây đó quấn vô cái cây quý vị, có thể buộc và tăng đưa rộng ra hay là hẹp vào để anh Tùng anh cưa cho dễ. Thì hôm nay cái cây này quá lớn, anh kẹp cái chân vô người cho nên anh sử dụng cái dây này. Thì vậy có một cái mối cuột rất là công phu ha. Cái mối cuột đó là có tác dụng là nó sẽ giữ lại, nó không có bị tuột ra. Mình chỉ có thể kéo vô thôi. Mình cũng chưa hình dung được một lát nữa anh Tùng mình sẽ đứng như thế nào nha quý vị. Thường thì sử dụng cái bộ đai này nè, người ta sẽ kết hợp với cái bộ móng để đứng vô cái thân á, để bấu vô cái thân. Nhưng mà những cái cây lấy gỗ thì không có thể nào cưa cái mắt để đứng như cái cây cao vua được. Rồi mình sẽ chờ xem anh Tùng anh sẽ đứng như thế nào. Mình thấy cái chân anh vẫn bấu vô được cái cây như quý vị. Có lẽ là cái sợi dây là chỉ để hỗ trợ cho anh thôi. Chứ nó, mọi người thấy không, cái sợi dây là anh chưa có hoàn qua nhưng mà anh vẫn bấu chắc cho cái cây. Chắc là những quý vị khán giả nào mà theo dõi kênh của mình thường xuyên á thì sẽ chưa thấy anh Tùng sử dụng cái bộ đai an toàn này. Thì hôm nay thì anh Tùng mình sử dụng cái bộ đai này để thứ nhất là để an toàn hơn và thứ hai là để tiết kiệm sức lực như quý vị. Rồi bây giờ anh Tùng mình sẽ cưa ngay cái đoạn đó như vậy. Cái đoạn đó giờ nó cong cho nên không có lấy gỗ được cái đoạn đó. Đây quý vị thấy, như lúc đầu mình nói là do cái cây này mình không thể mở một cái mắt để mình đứng được, cho nên là anh sẽ ngồi
mà anh chịu lại, giống như mình ngồi xổm ở dưới đất như vậy. Để anh có cái chân, cái hai cái đầu gối anh sẽ kẹp một phần vào. Tuy cái đoạn này là nó không dài nhưng mà vẫn phải buộc dây để kéo qua, kéo qua để cho nó không có, cái đoạn đó nó không có ngã vô thân anh. Tại vì khi mà sử dụng cái bộ đai an toàn của vậy là anh sẽ không có linh hoạt, anh né được như vậy. Đó là một cái bất lợi mà từ trước đến giờ anh Tùng anh hầu như anh không sử dụng cái bộ đai an toàn. Có những cái trường hợp khi mà sử dụng cái bộ nịch đó, mình nịch vô cái cây rồi mình cưa mới có nửa chừng rồi nó dính vô luôn. Rồi cưa đứt ngọt nha quý vị, không sao hết. Có cái trường hợp mà sử dụng cái bộ đai an toàn mình quấn vô cái cây quý vị, rồi cưa nửa chừng cái nó tét ra, nó tét ra cái nó siết, nó bung ra cái nó siết cái thân của cái người thợ cưa vô, rất là nguy hiểm luôn. Cho nên là đó là lý do mà anh Tùng mình không sử dụng nhiều, chỉ những cái trường hợp khó anh mới sử dụng cái bộ đai an toàn thôi. Giờ phải sử dụng cái bộ đai cho nên là cái quá trình leo cây của anh Tùng sẽ gặp khá nhiều khó khăn và mất thời gian như quý vị. Đây, anh phải thả ra để anh leo xuống nè, mà xuống càng xuống dưới gốc á thì gốc nó lại càng lớn, nên là xuống dưới mà nếu chặt quá thì phải xả bớt cái dây ra. Wow, xuống dưới cái hoành cây rất là lớn luôn. Leo cây này khá là mận vất vả nha quý vị. Sau khi ba dùng xuống nha quý vị. Đai bảo hộ đó ba cảm thấy như thế nào? Này thì nó đang còn thiệt nhưng mà nó siết cái lưng dữ lắm, không quen nó siết dữ lắm. Để tập từ từ mới được. Sử dụng chưa quen anh. Nó có bị siết vô thịt, nó có cấm gì không? Lưng, cấm lưng. Trời ơi. Trời, nó cấm quá trời. Chưa quen. Lần đầu tiên mới thấy anh Tùng đây bảo hộ. Cái gầm lưng của Bắc Tính. Mất gỗ nha quý vị.
đây để nhắm hướng cho nó chuẩn xác. Đây một lát nữa sẽ kéo về phía bên kia nha quý vị. Nha quý vị, rất là hay luôn, sẽ lấy được hết những cái phần gỗ tặng ở dưới góc luôn, sắc cháy luôn, không rút ruột, quá hay anh Tùng ơi, nó hồng cái lõi, cái lõi đã, cái nhựa của nó ra nè, đoạn cây rất là dài luôn. Đây nãy giờ là nhờ hai anh này kéo nha quý vị. Đây đã cưa xong hoàn thành cái cây nha quý vị. Một cái đoạn thân khá là suông và dài. Thì anh thấy cái đoạn này nó suông, anh sẽ cố gắng anh cưa nguyên cái đoạn xuống đây, rồi ví dụ như chủ nhà người ta muốn phân ra bao nhiêu mét đó thì sẽ cưa sau. Khi ở dưới đất thì mình cưa nó rất là dễ rồi. Rồi mình sẽ xin kết thúc clip tại đây nha quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip tiếp theo. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều nha.